trở lại với kênh Đẹp xin gửi lời thân thương chào đến quý cô dì chú bác nha. Đẹp cũng gửi lời chào các anh em nghiệp chào fan của Đẹp nha. Thì hôm nay Đẹp đến ở đây là thuộc là ở đâu ca ca comment? Huyện thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đẹp đến Hậu Giang anh em. Thì những ngày qua là Đẹp đăng clip á, thì trong khi đó là clip cũ mà clip Đẹp đi bắt ong á bên Tiền Giang rồi với clip thả lưới cá mè dinh đó Đẹp vừa đăng lên á là cái clip cũ mà. Chứ thật sự Đẹp thì cũng bị trắng ra vậy. chấn thương cuộc sống đứng kế bên hỗ trợ chấn thương bị đôn cuộc sống rồi. Sau đây là bên Đẹp á là cũng là kênh YouTube là nghề mưu sinh nhờ vậy thì xin chào cả nhà nha. Cô dì chú bác anh chị em á nhớ thương Đẹp cũng như là thương một người bạn nó của Đẹp là từ ở Sài Gòn ở Cần Giờ là đi xuống quê á là thấy Đẹp vậy đó rồi cũng bị Đẹp leo mà một nhánh có hai tổ ong đó thì trên đường Đẹp bắt xong rồi Đẹp tụt xuống thì Đẹp đi dắp đường mương thì sống thì Đẹp đập xuống ngay chân ở chỗ đó là có cục đá rồi Đẹp gán gượng thì hôm nay thì cũng được là cả tuần lễ rồi Đẹp thắm rồi. Rồi người bạn của Đẹp cũng có hay tin tức như vậy đó thì cũng có xuống thăm Đẹp á thì cũng hai ngày nay rồi thì anh em cô dì chú bác có quý mến Đẹp á cũng như thương á là kênh YouTube là nghề mưu sinh thì qua ủng hộ cho anh Thận tên Thận nhưng mà kênh YouTube là nghề mưu sinh anh em ủng hộ thì Đẹp thay mặt ảnh là cũng cảm ơn anh em rất nhiều. Thì nói chung là Đẹp cũng vẫn còn bị thương. Anh Quang anh quay giùm em cái. Wow, trời cái lần kéo gì vừa thôi anh, kéo quá. Anh bị thương chấn thương đôn cuộc sống thì nay cũng khoảng 10 ngày hả anh? Ừ, khoảng 10 ngày. 10 ngày rồi. Bầm nó giờ bó. Thì bây giờ thì anh cũng đã đỡ một chút. Uống thuốc và chích thuốc nữa. Thì cũng như là từ đây á, cũng như là từ đây sắp tới á, thì Đẹp cũng có clip ong á thì Đẹp cũng có khi bữa ra bữa không á cả nhà cũng nhớ ủng hộ cho Đẹp nhiệt tình ngang ngang nha. Thì Đẹp thật là đặt cảm ơn cả nhà. Chứ thật sự ra là bây giờ là leo cây Đẹp leo không nổi mà Đẹp cũng mai chiều vậy đỡ thì Đẹp cố gắng Đẹp leo. Còn hôm nay thì cái clip này đây thì cũng cảm ơn anh Thận thì cũng ở trên kênh YouTube nghề mưu sinh thì cũng ở Cần Giờ xuống cũng ủng hộ Đẹp thì cũng giống như là ủng hộ tinh thần Đẹp. Rồi anh em cũng như là tâm sự rồi động viên cho Đẹp thì Đẹp cũng cảm ơn anh Thận thì cũng cảm ơn quý cô dì chú bác anh chị em á trên khắp mọi miền đất nước á trong suốt thời gian qua đã bỏ chút thời gian quý báu để clip và ủng hộ kênh thì Đẹp thành thật cảm ơn. Rồi giờ thì đến hôm nay thì đến đây là đến Long Mỹ thì đến nhà của anh Quang thì cũng anh ở Sài Gòn thì cũng lâu lâu anh về quen lần anh cũng có alo cho Đẹp thì Đẹp đến đây cũng làm món ăn hiện hồi Đẹp ghi review món ăn á cả nhà vừa cùng dùng với anh em của Đẹp nha. Anh Thận giờ vô ăn hay là có nói gì cả nhà của em không? Có nói gì nói không nói vô ăn là phải cầm vô quay để đói tại vì anh Thận tại vì anh Thận á ảnh hiền nha nhà thì cả nhà cũng vào kênh YouTube thì cả nhà cũng biết là ảnh đi bắt cua biển rồi đó thì cái này kia ảnh cũng hiền đó. Rồi giờ nói đây cả nhà thì trước khi Thận ở dưới Cần Giờ á thì xứ mình cũng nói chuyện mà cái nó đang vuốt cái lúc mà Thận ở dưới Cần Giờ á thì cũng nghe tin anh Đẹp bị chấn thương đôn cuộc sống mà do ở dưới Thận thì trời mưa giông bão nhiều quá nên sắp xếp công việc đi lên không có được thì cũng thời gian mưa thì cũng đỡ nên Thận lên đây thì bữa hôm qua gặp anh Đẹp thì đang nằm ở trong nhà mà thấy ảnh Thận rất là thương tại vì rất là quý mến ảnh thấy ảnh vậy thì Thận rất là đau buồn muốn khóc luôn thôi không miếng đi không miếng nói chung thì anh em tuy không có quen biết nhưng mà chỉ nói chuyện trong điện thoại cũng quen nhau trên YouTube cũng anh em quen nhau cũng được hơn một năm rồi nha cả nhà nhưng mà chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng chỉ gặp ở ngoài đời là được 2-3 ngày nay đó. Rồi hôm nay thì Đẹp mấy có bớt đau thì Đẹp cũng mới ngồi vậy được thì cũng như nhờ anh Thận rồi cũng chở xe Đẹp đi đến chỗ nhà của anh Quang anh em cái nghĩa đó thì đến đây cũng có gì dùng nấy cây nhà lá vườn thì cũng ánh sáng anh cũng có bắt một con cá con cá tự tượng Lâm đúng rồi đó cá tự tượng thì cũng giờ nói chuyện vòng vo quá đó bụng quá giờ mời cả nhà nha. Rồi giờ anh chàng đẹp trai nè chào khán giả chào cả nhà nha. Rồi cả nhà vô dùng bữa với anh em mình rồi đó là nhà của chủ nhân là Quốc đó, review món ăn cá coi cả nhà ơi ráng ăn lấy sức đang mà cho nó phục, chắc giấu quá nó phục hồi đi lại để mà ăn cơm nha. Đó thì cũng cây nhà lá vườn có dù dụng nấy mà cái gì đây là quý anh, mến này anh phải nói cái món cá này đúng rồi hấp cá tự tượng hấp đúng rồi cảm ơn anh thận nha em cũng hồi lòng cộng hủi tí xíu đây là món cá tai tượng hấp
ăn với gói bún, gói rau, cuốn bánh tráng, rau sống nhà chồng đá đi theo biết lay rồi nhiễm tới tóc rồi nhiễm ơi, cây nhà lá vườn đúng rồi, cây nhân ăn với bún nè, cũng anh nhân bún, còn cái này tôi là gu canh hả, canh chua đó, ông sắp chua đó. Cái này là gì, cái gì cái này gì bác gái, gỏi chua, đu đủ với còn cái này là nước chấm, tương hộp với nguyên liệu, nguyên liệu là gì bác gái, cái này cái này có nước cốt dừa nữa hả bác, có nước cốt dừa đậu phộng, tương hộp, xả, ớt. Đây là cái món cô làm phải không? Cái món nhà bác gái là mẹ ruột anh Quang, mẹ ruột của anh Quang, là anh chàng đẹp trai. Chàng đẹp trai vô tâm là anh Quang, chim lấy chi hết đã chim lấy tình yêu của em. Ăn cả nhà còn là yêu đời nữa. Rồi dịp để cái máy đây rồi cho chuyện. Giờ anh em cuốn coi, giờ trong này coi anh nào đẹp trai. Anh này đẹp trai đi ha, cho anh nghề mưu sinh là cho anh đẹp trai, cho anh cuốn đi. Cuốn nhỏ nhỏ nghe, đừng quán cuốn bằng cùm giò hay là em đưa anh nha. Trời ơi, ăn chứ trời ơi, cũng được. Anh ăn hay là sao? Không, thì anh cứ cuốn đi. Cảm thấy cái cuốn nào mà em thấy mà ví dụ như mà nó vừa em thì em ăn, còn mà em bự quá thì anh. Như vậy đó. Quất cuốn nhỏ nhỏ thôi chứ đừng có nói bằng cùm giò hay cùm tay được, ngốn miệng chứ sao nó nhai ngổn ngảnh xấu lắm mà nghe. Quay im. Rồi tới cuốn của anh Út. Cặp cá vô anh Út. Không quen miệng là lớn nhỏ thì ông cũng anh hết rồi. Đây có bác gái, con gặp cho bác. Bốn mấy tuổi rồi, gặp là hai. Anh ai? Chén ở đâu? Năm nay nhiêu rồi? Em hả? Em sinh năm, để coi em quý hại con heo. Tám ba thì 39 40 gì giờ hả gì đó em cũng hết nhớ tuổi rồi. Này là em Út của anh Quang. Cứ mập mà rồi sao mà cuốn gì đâu mà thì mày vui trời vậy, em cuốn cho anh mà không biết sao trời nho cái cuốn nó đụng trời giữ rồi hả. Chấm đi luôn đi nè, đâu rồi chén thôi, cái chén nước mắm á. Đây nè, cầm cái dĩa nè, rồi bắt đầu chấm, bắt đầu mời cả nhà cái coi đó, bắt cỡ vào miếng nữa nó khỏi à, tới lưng của vậy à đó. Rồi sao mình quấn xấu với người ta, thì bởi vậy quấn xấu với đưa người ta không biết sao quấn nhiều em quấn đẹp nè đó này. Đây cái này cảm ơn anh, mình mời cả nhà dùng chung món bánh tráng cá hấp cá cũng bánh tráng chứ. Cá cũng bánh tráng. Cái nào cũng vô miệng. Thử coi. Thiệt chứ thử gì. Phở luôn rồi. Quá ngon cái vậy. Nãy không đồn rỗi vô ăn đỡ ngán. Ủa chua. Nước. Có ly nước kia bên nha. Rất là ngọt. Hả? Ngon. Ngon hả? Cái là tưởng lần đầu tiên ăn luôn. Và cũng lần đầu tiên thấy con cá luôn. Im ha. Quá ngon quá. Tại vì em trai Thận á đó cả nhà, thì cũng như ở rừng, nói chung sống ở rừng á thì cũng như không có ao hồ hoặc như ở miền Tây của Điệp là nói hoặc như không có nuôi được con cá này. Nói chung là người nào ở trong ấy thì nuôi được chứ con cá này. Cá này bắt ngoài sông mà nuôi. Ở trong đâu? Bắt ngoài sông. Ủa anh mới nói ở trong ấy là ở trong đâu? Ở giống hệt như là ở trong ao hồ á, mương rồi á, miền Tây mình gọi là mương á. Thì chứ anh phải nói là cái ngọt. Rồi mình mới nuôi, còn như anh Thận á, ủa em trai Thận á thì ở ngoài rừng, nói chung là ở Cần Giờ nhưng mà ở rừng nước mặn không có. Thấy cái đầu mỏ chưa? Mà cũng một số anh em cũng nuôi. Cái đầu mỏ chưa? Quá trời ngon luôn rồi anh ha. Dạ được anh này. Quá gì mà nhà ơi. Rồi chơi review cái con cá ăn mấy ký anh hai. Rồi mời cả nhà đi. Nãy quên cân thử. Có cân nhưng mà cá này chắc con này 3 ký mấy. Ở trên con này cỡ 4 ký. Quá gì mà. Rồi anh hai. Tém một cái anh hai. Quá ngon. Mời cả nhà ha. Sướng. Ngon ha. Ngon. Quá ngon luôn. Nhưng mà cái này thiếu rượu anh hai ơi.
thiếu có ly mà có rượu này uống ít thôi nha, uống nhiều uống được à, có rượu nghe nha, nhưng mà anh em thì giải ăn xong rồi mới uống. Cái lưng của Điệp á hạn chế, Điệp có thể dùng được nửa cốc được hay một cốc được. Hôm nay không, không, không uống anh không ly uống được. Hả anh không, không uống, uống được không, không, không bị cái đó là không uống được. Anh ăn còn ha, thấy sợ quá uống gì rồi, giờ tới Điệp ăn nó nghe cả cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà nha. Đây anh Tân ơi, ăn không cháo gạo Tư cái bé chứ gì hả? Ăn có sức mai mốt xương sống hết đang đi leo cây cả nhà ơi. Chị vô đây đó. Dạ. Ngon ngon. Ngon ngon. Cá rất là ngon. Ngon lắm không ta? Dạ. Nó ngon á, làm cái này nè. Cay nước chấm á. Cái nước chấm á nó vừa béo mà nó vừa hậu nó ngon. Cá nó tứ. Con cá. Ngon mà nó dẻ. Dẻ chấm. Nó gói hả? Chị mời cả nhà nghe nha. Làm bảy gói đi, lên gói thử gói ơi. Không lẽ mình nói dở gì không được nha. Ngon Điệp mấy nó ngon 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 nha. Ngon thiệt chứ. Béo. Lại nhà nữa. Rồi gói chứ. Là mày về gói chơi rồi uống mày 3 ly thôi chứ không nhiều, không 5 ly thôi, hai anh em mình uống thằng 5 ly được rồi. Ừ, 3 ly, 4 ly, 4 ly. Con ngã nha, để mắt đứng bắt gói vậy. Không chấm vô đó, chấm vô rồi dính còn cái dĩa với chấm nó không ấy. Dĩa làm cái coi cái này trời. Dĩa cái gói để đây. Kêu mời cái nó xương. Có xương đâu đây. Có, đây dạ. Có đại bạn. Còn nữa xương đó, ở chơi đây chừng nào mà khoảng cả tháng gì mấy có về nha. Chừng nào hay là tính ở 2 tháng. Chừng nào anh hết hết cái đó em về. Chừng nào mà em leo cây được nha. Leo cây được. Còn trên đó đó hả? Cái nha. Chừng nào mà Điệp leo cây được một cái nha. Sắp trên đó cho nó kìa. Con khách tiếng này. Đâu rồi, đâu rồi? Con khách trên đó hả? Để cho ăn miếng này, để cho khách cho. Kem. Kem. Kem quay ra đút ăn kìa. Kem. Để cho đút cho ăn miếng nè. Thử ra cá gì không ăn, đừng có cho nó ăn. Chị nó bắt mắt nè. Ừ. Sao em cuốn thử coi thử kỳ đó nha, à? Con không ngại ba cuốn chưa? Em cuốn nha, ẹo ẹo lại nói gì anh Tư? Không biết gì á, nói gì con? Rồi con có rau mà muốn chắc không nha. Em sáng chưa ăn đi. Làm sớm rồi câu mỗi bữa câu chơi thì nó ăn thiệt, bữa nay rồi mới câu thiệt nó ăn, nó lấy chài ra chài luôn. Mất cá rồi bắn xong á, mình không á ông vợ ông điện bánh keo tầng nó gãy xuống cái ruộng cỏ của cái bên á, chạy về kéo tiếp ổng nữa. Vô qua tài gió ăn vô bữa mà bệnh ngồi thấy cây tràm anh độ dí đó mà nó đẩy hên là thấy cái đẩy vô cái là mệt luôn á. Không có cam cam có hả dĩa cam chấm à nút cắn cam dĩa không gói nó đi gói đi tỏ. Còn cái này em cái chấm này em với anh với anh với anh hai dụng dĩa còn có ưu tiên với anh út à út còn nữa hả giàu út ăn nghèo út 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 chịu quá trời nẹo à. Phải không anh hai? Dạ Út ăn thì nghèo Út ấy á. Út nghèo. Ừ. Nghèo mà ở trên thơ á, không điện, còn em này nó ở Cần Giờ. Nãy chở nó đi bắt ông chung rồi với em chẳng. Ngày nhậu này mà không có rượu á thì thấy nó lạc lạc. Đây cái lưng của em á, anh Tư ăn nhậu không có được. Đôn cuộc sống. Em bị đôn cuộc sống. Thấy đôn cuộc sống. Phóng quá trời, có phóng bằng ngày bằng đêm về tối phóng nhưng leo một quá bằng đêm em không có đâu, tại vì con vợ nó kêu học gần tới cái ngày thi kìa, ông bà ông thuộc nó bắt quỳ gối
gói cũng đủ luôn chứ không phải mà tao cần cái gì lướt sóng hả thầy? Ủa mình cũng không nhậu à? Dạ không, nó uống được lon một lon nó uống hết không mà cái lướt sóng đó nghe ngoan, lướt sóng không có bằng mà nhấp ca 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 nhấp cái lóc. Ờ đúng rồi. Làm lên tứ làm mày gài cái dẫn bụng đi uống bị gì vậy chơi. Đó mà có dám gấp ra gấp rồi bụng không ngon. Cái này bây giờ cháu mà gấp cứ quên thẻo cái gúng. Cái con cá này có 10 năm luôn hả anh? Dạ cuốn nữa nghe nha. Cuốn nữa rồi bắt đầu điệp mời cả nhà nha. Cuốn nữa rồi mời cả nhà anh em ăn tự nhiên nó mấy nó mấy mấy được à. Ờ miệng sao nó nẹo quá nẹo. Ngon mà ngon thiệt chứ. Bên đây mà nó chê mai mốt rồi xuống đồng ăn nó không có mà ăn nha. Món xuống cầu cũng dính thôi chứ không sánh chạy. Đúng rồi. Không mà cũng hên có cái chài đó chứ không có cái chài đó cũng không bắt được. Nãy giờ cũng anh em cũng dùng nãy giờ cũng trò chuyện dùng cũng muốn hết mồi rồi cả nhà ơi. Cũng nhâm nhi. Có nhậu không? Có nhậu không mà bơ mặt bơ. Anh em mình nãy giờ cũng có nhâm nhi có con chút cho nó tiêu hóa đó. Đang chụp cho không lại cây trái nè. Giờ thì video này thì Điệp cũng giờ thì Điệp thành cũng rất mong cả nhà nha, cũng ủng hộ Điệp trong thời gian này và ủng hộ một người em của Điệp là ở kênh nghề mưu sinh nha. Thận nghề mưu sinh thì cũng rất mong cô dì chú bác anh em ủng hộ cho hai anh em Điệp và Thận. À, Điệp thành thật cảm ơn quý cô dì chú bác rất nhiều lắm nha. Giờ thì Điệp chừng nào sống hết á thì Điệp mới có đi săn bắt được nó nghe cả nhà. Giờ thì video này thì Điệp up lên vậy cho vô lưu với anh em với cả nhà xem cũng trong cuộc sống của hàng ngày của Điệp là như vậy, đi đây đi đó với cùng trải nghiệm với các anh em gì đó. Thì Điệp cũng gửi lời tri ân chúc đến quý cô dì chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đất nước có buổi tối xem clip của Điệp luôn dễ hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Giờ Điệp nói lời chia tay, Điệp hẹn ở nhà clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cô dì chú bác nha. Rồi bye bye cả nhà anh thằng ơi. Chào. Rồi anh ai vô đây nói cả nhà anh ai. Rồi Điệp chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi Điệp bye bye cô dì chú bác nha.